Hello anh em, hôm nay mình có một con hàng khá là thú vị đây. Đó chính là con Luffy của IU Studio. Con này ấy, thì mình không biết là nó như nào, nhưng mà theo mình được biết thì nó là hàng tặng kèm không bán. Nó là hàng tặng kèm con Kaido của cái IU Studio này và không bán. Thì vừa mình đã phải kiểm hàng qua ở ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Con này thì không biết là đợt tới này nó có mở free không. Mình có check trên trên Google thì nó có mở free. Nhưng mình hỏi một vài anh em thì nó chưa free, và nó là hàng quà tặng không bán. Và đa phần là anh em nào muốn mua ấy, thì nó sẽ là mua của một số cái ông ấy mua con Kaido đấy, ông được tặng cái con này. Sau đó là ông ấy sẽ bán lại cho anh em, và anh em nhờ shop mua hộ ở bên Taobao hay là bên ấy thì tùy. Đây. Đây anh em ơi. Thật ra thì nó với nhiều anh em thì nó không có cái gì là quá đặc sắc cả, nhưng với mình thì nó khá là đẹp. Tại vì sao? Tại vì nó là một con Luffy dáng ngồi size scale book. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cái hộp đi đã. Ok anh em. Ủa, chết rồi, quên mất. Cho cái túi bóng vào không ta? Đây, để lột cái túi bóng rồi đã. Con này mình mua lại được của một bạn ở trên hội. Bạn ấy giao bán, tại vì là kiểu như là hàng quà tặng, bạn ấy cũng không muốn ấy dùng, mà bạn ấy muốn bán đi ấy. Thì mình thấy ok, đúng ý. Sao quá? Bố đang bóc cái này một tí. Nó là hàng tự điểm muốn nói. Nó là hàng không phải là hàng có kiểu như là đang free, à đang bán ở trên các shop, mà nó là hàng kiểu như là quà tặng ấy. Thì bạn ấy đăng lên thì mình thấy hợp lý, mình hỏi một cái là mình chốt luôn. Vì nó đúng cái dáng ngồi mà mình đang thích, đó chính là cái form anh em thể thấy này. Đây là GC anh em nhé. Và là Luffy dáng ngồi, nó rất là phù hợp với cái người nào thích chơi. Mình thì mình, anh em nào theo dõi mình ấy thì biết là mình đang muốn chơi một cái line. Tất cả các line đều có thuyền trưởng, captain là dáng ngồi. Đấy, cho nên là mình mới chơi con này. Đây anh em ơi. Nhưng mà bảo là scale size pop, nhưng mình đang cảm giác như là nó hơi to anh em ạ. Hơi to hơn size pop một tí. Cái phần người chân thì nó bằng ấy, nhưng mà sao cái trông cái mặt nó lại to này nhỉ. Đây, để so với con vợ thì hơi to anh em ạ. Đây, mình có thể cho anh em. Đây, nhưng mà chi tiết thì rất là đẹp anh em nhé. Chi tiết nó rất là đẹp, từ các cái cơ cho đến chi tiết tay, tóc, mặt rất là kiểu đúng kiểu Luffy luôn, rất là vui vẻ, funny. Mũ này, chi tiết mũ này, áo này. Rồi, thì mình sẽ cho nó ngồi tạm lên cái phiến đá này, ok chưa? Rồi bên cạnh chính là con vợ để mình để cho anh em so sánh luôn về cái size. Đấy, thì anh em có thể thấy này. Không biết là do mặt con gái nó bé hơn hay là do cái cảm giác mà nó bé hơn. Nếu mà Luffy này ngồi đây, đây là ngồi này, đứng dậy thì chắc chỉ bằng như này thôi đúng không anh em? Đứng dậy thì cũng chỉ cao bằng này thôi, mà rõ ràng là Luffy là mình nhớ là hơi thấp hơn Boa. Không biết đứng lên là như nào. Thế nhưng mà kiểu như là nó cũng không được chuẩn 100% lắm, tại vì đây là Pop PVC, còn đây là GC, thì nó không thể là chuẩn 100% được. Con này con đừng đè lên như cho bố. Đây, rồi bây giờ mình sẽ so sánh với một số con khác cho anh em xem nhé. Đây, mình sẽ để xem đây này. Mình sẽ cất Boa đi đã, cho anh em chờ mình tí. Tại vì mình quay cam trước cho nó dễ kiểm soát cái khung hình ấy. Thế xong rồi bây giờ mình mà muốn quay cái khác thì mình cũng hơi khó này. Đây. Anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy không? Đây là so với con kit của mình về hôm trước này. Đấy. Thì nếu mà đứng dậy thì nó cũng khá là phù hợp ấy. Nhưng mà cái mặt con này hơi chài bá, hơi chành bành. Luffy này đầu hơi to, đúng không? Cá nhân mình đánh giá là Luffy này đầu hơi to.
con Luffy SA của mình thì mình bán rồi, tại vì mục tiêu của mình là mình muốn chơi con này nên mình bán rồi. Ok anh em, trông ổn đó. Nói chung là rất là đẹp. Tuy nhiên mình thấy có một cái là cái bàn tay để mà so sánh nhá. Cái bàn tay của con này so với bàn tay này thì nó cũng là tương đồng về size. Nhưng mà cái mặt của nó thì hơi to nhá. Cái mặt của nó không phải là do nó cười, nó ngoác mặt ra. Nên mà bình thường Luffy đầu có to không ta? Có to nhỉ? Cũng to. Đây mình có thể nhấc cái đầu của con Kid ra cho anh em so sánh này. Mặt Kid nó bé như này mà. Sao mặt Luffy nó to vậy? Ok. Ok và ba ba anh em, hẹn anh em những clip sau. Tại vì mình nghĩ là con này nó sẽ làm theo kiểu như là hơi hơi hoạt, hơi kiểu như là gọi là hoạt họa một tí, cho nên là cái mặt của nó sẽ hơi to để cho nó tăng cái độ cute dễ thương lên đấy. Nhưng mà mình thấy là khá đẹp. Ok, mình chơi với line SA của mình ở đây mình nghĩ là cũng ổn đấy. Đây anh em này. Đó, cũng ổn đấy, mặt hơi to một tí, hơi chềnh bềnh một tí. Ok anh em, và hẹn anh em những clip sau nhá.